Đây là một bộ phim mà fandom Mỹ bỏ qua sẽ hối tiếc cả đời. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review phim Đỏ, Trắng và Xanh Hoàng gia. Được chuyển thể từ tiểu thuyết hư cấu ăn khách cùng tên của Casey McQuiston. Sau khi phát sóng vào tháng 8, Red, White and Roy ở Blue xâm chiếm hàng loạt nền tảng mạng xã hội trên toàn cầu, hiện đang được chiếu trên nền tảng Prime Video. Các bạn yêu thích hãy truy cập xem nhé. Mở đầu phim là một lễ cưới trang trọng của Hoàng gia Anh tại Cung điện Buckingham, của Hoàng tử Philip, anh trai của nhân vật chính là Hoàng tử Henry. Trong buổi lễ trang trọng này có sự tham dự của hầu hết các nguyên thủ, đại diện nguyên thủ quốc gia, trong số đó có con trai Tổng thống Mỹ đương nhiệm là Alex. Đại diện các nguyên thủ đứng trên thảm đỏ để Hoàng tử Henry và công chúa Beatrice đến bắt tay chào mừng. Đến lượt Alex, Henry làm ngơ và lướt qua Alex làm anh chàng sượng chân một cục. Vì Alex không quen ai trong buổi tiệc ngoài Hoàng tử Henry đã gặp trước đó, nên Alex chạy đến chỗ Henry để bắt chuyện. Alex vô ý để ly rượu trên bàn bánh kem, và xui thay khi cầm lại ly rượu bị dính kem lên tay. Vì Henry định bỏ đi nên Alex vội kéo lại, nhưng vô tình làm dính mảng kem trên tay lên vai Henry. Alex và Henry vội vàng tìm đồ lau, nhưng khi cả hai loay hoay vô tình trúng ngã chiếc bánh kem nặng 1 tấn lên người, thế là cả hai được lên hình khắp mặt báo. Cũng vì chuyện này mà mẹ của Alex là Tổng thống Mỹ bà Clemandias đã yêu cầu Alex phải tìm cách hòa giải với Henry và phía truyền thông để tránh ảnh hưởng đến công cuộc tái tranh cử của bà. Để giúp đỡ mẹ tái tranh cử, Alex đã viết ra bảng ghi nhớ cho chiến dịch đưa, cho thư ký Zara xem qua, sau đó bay đến London làm hòa với Henry. Alex đến London và đi chơi khắp nơi, đăng lên story sống ảo hút hàng triệu lượt xem. Trong lúc Alex đứng cùng quan hầu cận, Hoàng tử Henry lao trên con xe Jaguar có giá 150.000 bảng UA Alex, rồi bước xuống xe tạo dáng ngầu lòi lạnh lùng. Henry lạnh lùng bước đến, mặt lạnh như tiền cục xúc, nắm tay Alex và nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười giả chân cho giới truyền thông chụp choẹt. Henry trổ bóng đánh phấn a à nhầm, Henry được chăm sóc kỹ lưỡng trước khi phỏng vấn, còn Alex ngồi trèo queo đợi. Khi giới truyền thông đặt các câu hỏi, Henry và Alex đã cố gắng diễn một vở kịch tri kỷ ngàn năm để có những xuất hình đủ tiêu chuẩn hòa giải đăng tin tức. Sau đó hai anh chàng được đưa đến khu để thăm trẻ em để chụp đủ bộ ảnh giả chân cho báo chí. Bỗng dưng có tiếng nổ, cận vệ nghĩ có ám sát nên đẩy Henry và Alex vào một cái kho chật chội ngang 1 mét dài 2 mét sâu vô tận. Tại đây hai anh chàng đã giải quyết được những khúc mắc trong lòng và bắt đầu để ý nhau. Sau đó cận vệ báo tin là do có một trẻ em mang pháo vào chơi nên hiểu lầm. Hai anh chàng ra ngoài và chia tay ai về nhà nấy. Thế là đủ tư liệu cho đội truyền thông để làm tin giật gân trên khắp báo đài về xác minh quan hệ không tốt đẹp của hai anh chàng. Alex gặp lại bồ cũ là Miguel, anh ta là nhà báo chính trị. Hai người đẩy đưa qua lại rồi Alex chào bồ cũ ra về. Trong lúc Alex đang cắm đầu ngồi luyện phim Hiệp Sĩ Lợn thì bỗng có một tin nhắn lạ gửi đến ghẹo Alex. Thì ra Hoàng tử Henry đã mê trai tìm ra số Alex để gạ gẫm. Hai người đều bật đèn xanh nên tám với nhau cả ngày lẫn đêm. Alex mời Henry đến đêm tiệc đón giao thừa rồi cúp máy đi ngủ. Tại đêm tiệc giao thừa, vì Henry chưa từng tham dự tiệc sôi động nhảy lắc mông nên được Alex hướng dẫn, và hai người vô tình chạm vào mắt nhau trúng tiếng sét ái tình. Alex quyến rũ nên được nhiều quà bưởi bu theo, nên Henry buồn bã chạy ra ngoài hát bài ngắm hoa lệ rơi. Alex tìm được Henry, Henry tâm sự với Alex rồi đột nhiên nấu cháo lưỡi với Alex làm Alex đứng hình 2S. Vì nấu cháo lưỡi mà chưa xin phép Alex nên Henry sợ bị kiện nên vội vàng chạy đi. Sau đó Henry quất ngựa truy phong, không thèm rep tin của Alex. Alex kêu cô bạn thân Nora tâm sự về chuyện Henry hôn mình và come out. Nora bảo tháng sau có sự kiện chiêu đãi thủ tướng Anh nên Alex sẽ gặp lại Henry. Trong đêm tiệc chiêu đãi thủ tướng, Alex cứ trông mong hình bóng của Henry, nhưng cái thằng bồ cũ nó cứ lãng vãng trước mặt, và rồi Henry cũng đến. Trong lòng như mở hội, Alex liền chạy đến bà cô an ninh bảo sắp xếp một căn phòng để gặp riêng Henry. Alex hồi hộp khi đợi Henry đến, cứ đi tới đi lui. Henry bước vào và xin lỗi Alex vì sợ bị kiện đòi bồi thường công viên thủy tinh và lâu đài tình ái. Nhưng Alex không kiềm chế được cảm xúc, phi thẳng tới hôn lấy đôi môi quyến rũ của Henry và đẩy Henry vào tường tạo 72 tư thế. Bà cô an ninh vào thông báo và thấy cảnh tượng này nên sợ quá chạy mất dép. Sau khi lén lút chơi trò chim chuột, hai chàng đi ra ngoài và Alex hẹn Henry nửa đêm qua phòng anh làm nhiều chuyện hư hỏng. Đến nửa đêm, Henry đến phòng Alex, hai người như hai con hổ đói lao vào nhau tìm hoa quả của đối phương để ăn tối. Sau khi nó chán chê, hai người ngồi tâm sự và Henry ra về. Henry không quên mời Alex tham dự trận đấu polo. Vì Alex không biết chơi polo nên ngồi ngắm đôi đào căn tròn của Henry cho đỡ chán. Kết thúc trận đấu,
Henry đưa Alex vào chuồng ngựa để ăn chuối xem như đền đáp nãy giờ ngồi đợi. Ấy vậy mà vừa xong việc, Henry còn hỏi Alex có thấy đói không? Hai anh chàng hẹn nhau ra quán Coffee House cạnh trường Hughtech tán dốc, rồi sau đó đi dạo. Tại đây, Alex muốn nắm tay Henry để bày tỏ tình cảm, nhưng Henry sợ thị vệ nhìn thấy nên rút tay lại. Tối đó, Henry chủ động ôm Alex và vào đóng phim tình cảm hai người và phân vai trên dưới. Ai nhiều múi hơn được vai trên, ai ít múi hơn được vai dưới. Do hoàng tử Henry có lông bụng nhưng không có múi nên đóng vai dưới. Và thế là hai người bắt đầu thương nhau để sống. Ahihi! Kiệt sức, cả hai nằm lại tâm sự vì chuyện ràng buộc giữa hoàng tộc và chính trị. Alex mang nỗi buồn rời London về lại Mỹ. Ngày tranh cử đang cận kề, mà số phiếu bầu của bà tổng thống hiện còn thua nhiều với đảng đối lập. Alex nói về chuyện anh đã làm một bản ghi nhớ đưa cho cô trợ lý Zara và bà tổng thống Clemadiat ủng hộ con trai đến Texas kêu gọi. Trong khoảng thời gian hoạt động ở Texas, Alex đã kể cho Henry các hoạt động của mình và tình cảm của hai người ngày càng đậm sâu hơn. Sau khi đạt 1 triệu cử tri, Alex quay về New York và phát biểu trước báo đài để kêu gọi ủng hộ cho mẹ mình tái đắc cử tổng thống. Sau bài phát biểu, anh ra quầy bar khách sạn ngồi uống rượu thì bồ cũ của anh tiếp cận. Dù Alex one night stand, bỗng dưng Henry xuất hiện, Alex nhanh chóng bỏ lại bồ cũ để đi, với Henry bỏ lại ánh nhìn đầy nghi ngờ của Miguel dõi theo. Alex và Henry lên phòng, họ lao vào nhau như mèo gặp mỡ không kịp cởi vớ ra. Sau khi lăn lộn chán chê, hai anh chàng ngồi hát bài cô đơn trên sofa của Hồ Ngọc Hà. Sáng sớm cô trợ lý Zara đến gõ cửa bảo Alex đi họp, nhưng vì nghe tiếng người lạ nên Zara lấy thẻ từ dự phòng đi vào và bắt gặp con sâu lông của Alex. Zara sợ Alex quan hệ bừa bãi và thông tin mật bị dò dỉ, nên quyết tâm tìm bạn tình của Alex và hú cái hồn chim én Zara đơ như cây cơ khi tìm thấy hoàng tử Henry trốn trong tủ. Cô nàng nghẹn thở một hồi rồi sắp xếp cho hai anh chàng nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Tối đó, Alex đến come out với mẹ mình và cho biết người yêu là hoàng tử Henry, bà cũng rất ủng hộ và sẵn tiện dạy một số kiến thức giáo dục giới tính cho thằng con báo đời của mình. Để ăn mừng cho sự ủng hộ của gia đình, Alex mời Henry đến căn nhà gia đình đã mua để nghỉ dưỡng. Tại đây Alex và Henry có những phút giây hạnh phúc bên nhau. Henry có thể tự do tự tại ca hát cùng gia đình Alex. Hôm sau, khi nằm phơi nắng trên hồ, Alex đã thổ lộ nhiều mong ước về tương lai. Điều này làm Henry thấy buồn bã, vì hiện tại anh đang là hoàng tử áp lực đè lên đôi vai. Henry nằm buồn bã. Tối đó Henry lặng lẽ lên máy bay trở về London. Khi về đến London, Henry đã tâm sự với em gái Beatrice vì sợ dấn thân quá nhiều vào mối tình này mà không làm được gì sẽ làm tim Alex tan nát. Henry quyết định im lặng với Alex. Còn phía Alex, anh rất buồn khổ vì Henry không một lời từ biệt rồi bật vô âm tín, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Alex tâm sự với cô bạn thân Nora và cô bạn khuyến khích Alex hãy tìm đến tận giường Henry để hỏi cho ra lẽ. Thế là Alex bay ngay giữa đêm mưa bão đến gặp Henry. Henry tỏ thái độ bực bội vì Alex đến giữa khuya. Henry nói với Alex muốn từ bỏ mối quan hệ này. Alex mặt dày muốn níu kéo với Henry và yêu cầu Henry hãy nói anh rời đi, thì có như thế Alex mới từ bỏ. Henry dẫn Alex đến bảo tàng, nơi mà Henry rất muốn dẫn người yêu của mình đến đây để đi tham quan cùng nhau. Tại đây hai chàng ta đã nhảy đầm với nhau dưới khúc nhạc Cantel Falling in Love. Và sau đó hai anh về phòng đóng phim tình cảm. Sáng hôm sau, Henry đưa Alex ra máy bay. Hai người đưa nhau kỷ vật định tình, rồi ôm nhau trước khi lên máy bay. Henry cổ vũ Alex cố gắng thắng cử trong đợt tới. Vài ngày sau, khi Henry đang ngủ cùng chú chó David của mình, thì bị đánh thức bởi mọi người. Em gái Beatrice đến báo tất cả thiết bị điện tử đã bị tịch thu vì thông tin của Henry đang bị dò dỉ. Các email Henry và Alex gửi cho nhau đã bị hack. Ngoài ra video nhảy đầm của hai người cũng đang lan truyền khắp mạng xã hội. Henry đau đớn khi không còn gì để liên lạc cho Alex. Về phần Alex, đây là thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến công cuộc tái tranh cử tổng thống của mẹ anh, nên anh đã phát biểu một bài diễn văn về quyền riêng tư và giới tính rất thuyết phục. Henry cũng xem được đoạn video này và rất xúc động. Sau khi phát biểu, Alex về tâm sự với cô trợ lý Zara, và Zara đã dùng tuyệt chiêu thân hình 90-60-90 của tóc tém, chiêu dụ anh quan hầu cận của Henry để hai người được nói chuyện với nhau. Và ngay sau đó Alex bay đến cung điện của Henry, hai người gặp nhau nức nở ở cầu thang và sau đó ngồi đánh đàn thật tình cảm. Quan hầu cận báo quốc vương muốn gặp hai người. Cô em gái Beatrice luôn ủng hộ Alex và Henry, còn anh trai Philip có vẻ không hài lòng. Khi quốc vương đến đã dạy cho thằng cháu, nhà ta ba đời trai thẳng không có 3D, cháu không được 3D, chúng xanh cười vào mặt. Ngay thời điểm này, bên ngoài cung điện Buckingham đã có hàng ngàn người mang theo cờ 7 màu, đến ủng hộ hoàng tử Henry. Henry được khích lệ tinh thần, nên nắm tay Alex bước ra ngoài giới thiệu chồng tương lai với bản dân thiên hạ.
cả hai trở về cuộc tranh cử tổng thống của bà Clemadiat. Trong lúc mọi người lo lắng đứng ngồi không yên, thì cả hai lôi nhau vô kẹt đút cơm chó cho nhau, và bỗng mọi người chạy dần dần ăn mừng vì thông báo thắng tranh cử. Cả nhà Alex vui mừng mang theo chàng rể Henry cùng lên sân khấu phát biểu. Kết thúc phim, Alex và Henry về lại ngôi nhà cũ của Alex để hát bài Một mái nhà tranh hai quả tim vàng. Video đến đây cũng kết thúc rồi, các bạn đừng quên bấm like và subscribe để cổ vũ tinh thần cho mình làm các video tiếp theo nhé.